Trong tháng 12, Subaru Forester tiếp tục được nhận chương trình khuyến mãi chính hãng. So với ưu đãi của tháng 11, mức giảm giá của Subaru Forester trong tháng này thấp hơn một chút. Cụ thể, trong tháng cuối cùng của năm 2023, Forester bản yêu, tiêu chuẩn được giảm giá 200 triệu kèm quà tặng 3 năm lãi suất vay 0%, 4 năm bảo hiểm vật chất, 5 năm bảo hành không giới hạn số km không áp dụng quy đổi thành tiền mặt, quà tặng tiền mặt 5 triệu, mức tương ứng, của bản UI sai giảm 230 triệu cùng quà tặng 3 năm lãi suất vay 0%, 4 năm bảo hiểm vật chất, 5 năm bảo hành không giới hạn số km, không áp dụng quy đổi thành tiền mặt, quà tặng tiền mặt 10 triệu, bộ phụ kiện nâng cấp trị giá 23 triệu bao gồm một bộ đóng mở cốp xe tự động trị giá 20 triệu, một bộ gập gương tự động trị giá 3 triệu rưỡi. Còn phiên bản ISI sai giảm 230 triệu kèm quà tặng 3 năm lãi suất vay 0%, 3 năm bảo hiểm vật chất. 5 năm bảo hành không giới hạn số km không áp dụng quy đổi thành tiền mặt. Subaru Forester hiện có giá 969 triệu cho bản U, 1 tỷ lẻ 99 triệu với bản UI-Size và 1 tỷ 199 triệu ở bản e IS-Size. Với chương trình ưu đãi của hãng, giá xe Subaru Forester trong tháng 12 chỉ còn 769 triệu cho bản U, 869 triệu với bản UI-Size và 969 triệu ở bản e IS-Size. Như vậy, giá khởi điểm sau ưu đãi của Subaru Forester hiện ngang ngửa Hyundai Tucson và cao hơn Mazda CX-5 giá 749 triệu. Đồng thời, so với những đối thủ cùng phân khúc như Ford Territory, giá 822 triệu và Honda CRV giá 1 tỷ 109 triệu, Subaru Forester rẻ hơn đáng kể. Chương trình ưu đãi dành cho Subaru Forester sẽ được áp dụng từ nay đến hết ngày 31 tháng 12. Mức hỗ trợ lãi suất được quy đổi tiền mặt dựa trên mức hỗ trợ vay 80% giá trị xe và lãi suất 13% một tháng trong suốt 3 năm. Là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, nên Subaru Forester có những bất lợi lớn so với các đối thủ cùng phân khúc, như giá bán chưa hấp dẫn và không được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của chính phủ. Ngoài ra, mẫu xe Nhật Bản này còn sở hữu ngoại hình kém nịnh mắt hơn so với nhiều đối thủ. Do đó, những chương trình ưu đãi chính hãng là cần thiết để kéo khách đến với Subaru Forester. Tại Việt Nam, Subaru Forester có những trang bị đáng chú ý như đèn pha LED, đèn LED định vị ban ngày, đèn sương mù LED, đèn hậu LED, gương chiếu hậu chỉnh điện gập điện tích hợp đèn báo rẽ, cửa cốp chỉnh điện, ghế bọc da chỉnh 8 hướng, màn hình cảm ứng trung tâm 8 in, điều hòa tự động 2 vùng, hệ thống âm thanh 6 loa, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Bên cạnh đó là hệ thống trợ lái nâng cao EyeSight 4.0 nổi tiếng, với camera kép cho tầm quan sát rộng hơn gấp 2 lần gói iSight 4.0 mang đến những tính năng trợ lái ADAS. Chưa hết, Forester còn được trang bị động cơ xăng Boxer 4 xi lanh, dung tích 2 lít với công suất tối đa 154 mã lực và mô men xoắn cực đại 196 Nm đi kèm hộp số biến thiên vô cấp với 7 cấp số ảo và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian SAVKD tiêu chuẩn đặc trưng của thương hiệu Subaru.